Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh đáp trả tin đồn hẹn hò. Quý vị thính giả thân mến, tối ngày 15 tháng 4, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh cùng có mặt tại lễ trao giải cánh diều ở Hà Nội. Dù không đi chung tới sự kiện, nhưng họ ngồi cạnh nhau trong suốt chương trình. Mặc dù vướng vào tin đồn tình cảm trong thời gian gần đây, song cả hai đều không né tránh ống kính phóng viên và hoàn toàn thoải mái trò chuyện suốt buổi tối. Hỏi về người bạn trai tin đồn, Nhã Phương đang nước mắt trưng trưng vì xúc động nhận giải, chợt bật cười rất tươi. Nữ diễn viên xinh đẹp của Yêu Đi Đừng Sợ bày tỏ sự ngỡ ngàng khi báo chí gắn ghép cô và Nhan Phúc Vinh với nhau. Nhã Phương nhẹ nhàng trả lời về tin đồn tình ái với người bạn thân. Không hiểu sao mọi người lại đồn chúng tôi là một cặp. Hai đứa tôi quen nhau và thân thiết lâu lắm rồi, cũng phải 6-7 năm nay, từ khi tôi còn chưa đóng tuổi thanh xuân. Nếu yêu nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ hồi đó, giờ mới hẹn hò có phải quá muộn không? Về phía Nhan Phúc Vinh, anh vô cùng bình tĩnh đón nhận nghi vấn tình cảm giữa hai người. Nam diễn viên Đảo Của Dân Ngụ Cư chia sẻ, tin đồn chỉ là tin đồn thôi, tôi và Nhã Phương là bạn bè thân thiết, đã rất nhiều năm nay, tôi rất quý mến cô ấy, nhưng chỉ có vậy thôi. Tại giải cánh diều năm nay, Nhã Phương được xướng tên cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ phim Yêu Đi Đừng Sợ, còn Nhan Phúc Vinh giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Đảo Của Dân Ngụ Cư. Nhã Phương và ba chàng trai Hơn Đức, Trường Giang mà cô vô tình bỏ lỡ. Quý vị thính giả thân mến, Trường Giang may mắn khi có được trái tim của Nhã Phương nhưng lại không biết cách trân trọng. Trải qua một cuộc tình 6 năm không hồi kết, chỉ đến khi cặp Trường Giang, Nhã Phương mới dám mở lòng và quyết định yêu thêm một lần nữa. Nói về người yêu, Nhã Phương thừa nhận rằng khi ở bên Trường Giang cô được là chính mình, làm diễn viên rất sợ, chuyện cả ngoài đời mà cũng diễn với nhau, nhưng Trường Giang thì hoàn toàn khác. Anh ấy thật là điều khiến Nhã Phương siêu lòng trước một anh chàng quê mùa kém sắc. Thế nhưng chính anh chàng sống thật ấy lại khiến cô đau khổ hơn ai hết khi hơn 3 năm hẹn hò, hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, còn chuyện tin đồn cặp kè của gái khác của Trường Giang thì lại vô số. Ngay đến cả việc giây phút hạnh phúc nhất của một người con gái khi được người yêu cầu hôn, Nhã Phương cũng không được hưởng trọn vẹn. Ngày 18 tháng 1 năm 2017, Trường Giang một mình xông vào lễ trao giải Mai Vàng, đứng trước toàn bộ khách mời và khán giả, lắp bắp cầu hôn Nhã Phương trong một bộ dạng lôi thôi, lết thết, người toàn mùi rượu. Ngày hôm nay anh làm việc này để cho những người đàn ông trình trập xung quanh em và những bánh bèo lãng vãng trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Câu nói của Trường Giang cho thấy anh đang cảm thấy lo lắng khi có người để ý đến Nhã Phương, sợ mất đi người yêu. Nên Trường Giang phải làm tất cả mọi việc để giữ cô lại cho dù là cách thiếu suy nghĩ nhất. Việc làm mang tính cá nhân của Trường Giang quả thật đã khiến Nhã Phương trở thành cô gái đáng thương trong mắt công chúng một thời gian dài vì như bị ép cưới. Nhưng cũng trong tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, cũng có một người lặng lẽ ngồi đằng sau chứng kiến tận mắt và không hề nở một nụ cười chúc phúc, đó là Nhan Phúc Vinh. Năm 2015, Hương Bưởi là dự án đầu tiên mà Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương nên duyên trên màn ảnh. Ngay từ ngày đầu hợp tác không cùng xuất hiện, xuyên suốt cả bộ phim, nhưng cả hai đã thể hiện những cảnh quay tình tứ ngọt ngào, đầy ấn tượng. Sau khi phim đóng máy, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh vẫn chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Cùng năm đó, cả hai còn đóng cặp thêm một phim nữa là Thám Tử Miệt Vườn và càng trở nên thân thiết hơn. Đến cuối năm 2017, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh lại có dịp hợp tác chung trong phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Lần thứ ba đóng phim cùng nhau, Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương kết hợp càng ăn ý vì đã quen biết từ trước, những hình ảnh thân thiết của cả hai tại phim trường khiến ai cũng nghĩ họ sắp thành một cặp. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Nhan Phúc Vinh chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Nhã Phương với lời nhắn, sắp về đích rồi, cố lên, càng gần đích thì cảm giác càng xa. Hai tuần sau, nam diễn viên tiếp tục đăng tải một bức hình cả hai chụp chung kèm theo dòng trạng thái mập mờ. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm đẹp, miss you, ngày ấy mình đã yêu. Câu đó ấy càng làm cho mọi người nghi ngờ và gắn cho Nhan Phúc Vinh danh hiệu kẻ thứ ba ngắn đường tình duyên của Nhã Phương và Trường Giang. Đứng trước những lời chỉ trích, bên Nhã Phương đã chính thức lên tiếng, họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh bày tỏ rất bất ngờ về tin đồn có quan hệ tình cảm với cô. Thế nhưng điều quan trọng nhất là xác nhận hay phủ nhận, anh đều không bàn đến. Bẵng đi một thời gian sau màn cầu hôn tại Mai Vàng, Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức quay lại. Tưởng chừng như mọi việc đã im xuôi, thì nam em lại xuất hiện và tự nhận là người thứ ba. Tố cáo Trường Giang bội bạc, chuyên thả thính những cô gái trẻ đẹp dù đã có hôn thê, Nhã Phương một lần nữa trở thành cô gái đáng thương nhất khi năm lần bảy lượt bị người yêu cắm sừng. Được Nhã Phương tin tưởng nhưng Trường Giang đã ném niềm tin đó qua cửa sổ, thì lẽ tất nhiên một chàng trai tốt như Nhan Phúc Vinh nên được trân trọng. Có thể nói, mối tình màn ảnh đình đám nhất của Nhã Phương đó chính là Canteo.
cả hai đóng cặp với nhau trong hai phần của Tuổi Thanh Xuân. Chính nhờ Tuổi Thanh Xuân mà tên tuổi cả hai bất ngờ vụt sáng trong showbiz Việt. Sau khi kết thúc phần 1, người hâm mộ còn cố ra sức gián ghép Nhã Phương và Canteo, mong mỏi họ một ngày sẽ nên duyên. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên truyền hình, cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ quan tâm rất đúng mực bạn bè. Đôi khi sẽ có những tương tác nhỏ dễ thương, ít nhất để các fan vui lòng. Cũng có không ít lần Canteo khiến cho hàng ngàn cô gái phải xao xuyến, thay nữ chính vì những câu nói hết sức ngôn tình, hành động lau nước mắt cho hay nựng má Nhã Phương. Nhưng ai cũng hiểu rằng đó là tình cảm giữa Linh và Trương Su, chứ không phải là Nhã Phương và Canteo. Canteo chia sẻ, khi gặp lại Phương tại lễ trao giải VTV Awards, tôi không hình dung được là thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Có thể do quá trình quay Tuổi Thanh Xuân khá dài, nên nhìn thấy Phương là tôi lại nhìn thấy Linh. Mà thấy Linh thì tôi lại nghĩ mình là Trương Su, nên cảm giác thân thiết hơn nữa. Nhìn thấy Phương là thấy hạnh phúc. Rất may cho Trường Giang khi Nhã Phương và Canteo chỉ dừng ở mức tình bạn, nếu không nam danh hài đã có một đối thủ đáng gờm, vừa trẻ trung, điển trai vừa có tính cách điềm đạm hơn anh rất nhiều. Không chỉ có Nhan Phúc Vinh và Canteo, Nhã Phương cũng từng gây tranh cãi khi để cho nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân ôm ấp tình cảm đúng lúc đang livestream trên trang cá nhân. Thời điểm đó Nhã Phương và Trường Giang đang vướng phải vô số tin đồn như bất hòa chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng cô không nên quá thân mật với đồng nghiệp nam như vậy ở ngoài đời, nhất là khi đang có hàng trăm tin đồn bủa vây như vậy. Sau tất cả, Nhã Phương cũng phải lên đính chính về tin đồn. Nhã Phương chia sẻ, có nhiều lúc tôi muốn đứng lên thanh minh cho những oan ức của mình, nói rằng tôi không phải người như vậy, nhưng rồi sau bao nhiêu lần muốn đứng lên, tôi lại ngồi xuống. Sau bao nhiêu lần muốn nói ra, tôi lại im lặng, không phải tôi lựa chọn yếu hèn, chỉ là tôi lựa chọn bình yên. Đây là lần hiếm hoi Nhã Phương tự mình lên tiếng trước để tránh liên lụy đến bạn diễn vì anh chàng bị lôi vào câu chuyện tình cảm rắc rối giữa cô và Trường Giang. Có thể nói ngoài đời, tình bạn giữa Nhã Phương và Nguyễn Trần Trung Quân như tình chị em, ngay khi nhận được mời đóng MV cô đã lập tức đồng ý. MV trong trí nhớ của anh, Trung Quân nhận được rất nhiều thành công không hề nhỏ khi lối diễn xuất của Nhã Phương được mọi người công nhận. Mọi cảm xúc của cô trong MV đều khiến người xem cảm nhận rất chân thực. Lần đầu tiên khán giả thấy một Nhã Phương phá cách đến thế, tóc cách ngắn, ăn mặc như một người con trai và có tình cảm hết sức mãnh liệt. Thậm chí trong MV còn có một cảnh cầu hôn giữa Trung Quân và Nhã Phương mà Nhã Phương biểu lộ được cảm xúc hạnh phúc thật sự từ ánh mắt cho đến nụ cười. Cũng chính cảnh quay này khiến cho cư dân mạng luôn lấy ra so sánh với màn cầu hôn tai tiếng của Trường Giang. Có nhiều chàng trai tốt xung quanh như vậy nhưng Nhã Phương vẫn luôn quan niệm rằng không cần Trường Giang phải nói yêu chỉ một mình tôi, biết điều đó là đủ rồi. Chính vì thế dù biết hết mọi chuyện, cô vẫn luôn chung thủy với Trường Giang, bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ của anh chàng. Thế nhưng kết quả nhận được đều có xứng đáng với tình cảm cô bỏ ra. Những ngày sau khi sự việc nam em và Trường Giang lén lút hẹn hò trùm beng trên mặt báo, Nhã Phương lựa chọn im lặng. Rất nhanh sau đó chỉ một hai tuần, cô đã bình tĩnh xuất hiện trước công chúng, ăn diện lộng lẫy xinh đẹp, không tỏ ra đau khổ hay căm thù Trường Giang, càng khiến cho nhiều người nể phục một cách thực sự. Có lẽ cô cũng đang phải đấu tranh giữa việc có chia tay, kẻ phản bội nhưng lại còn quá nhiều tình cảm. Hy vọng rằng Nhã Phương sẽ lựa chọn được cho mình một con đường đúng đắn nhất để có được hạnh phúc về sau. Sự thật chuyện Trường Giang cạo trọc vì trục trặc với Nhã Phương. Thời gian gần đây showbiz dậy sóng vì chuyện tình cảm giữa Trường Giang và nam em. Người đẹp sinh năm 1996 đã bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm giữa cô và diễn viên hài xứ Quảng diễn ra trong vòng 30 ngày hồi đầu năm nay khi cả hai cùng tham gia một game show. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều lời chỉ trích nhằm về phía nam em vì là người thứ ba, nhưng Trường Giang cũng nhận không ít sự trách móc. Gần đây có thông tin cho rằng Trường Giang và Nhã Phương đã chia tay, nữ diễn viên hiện tại không có bất kỳ một tình cảm cá nhân, thay vào đó cô chọn cách tập trung vào sự nghiệp. Nhã Phương vẫn rất lộng lẫy trong các sự kiện mà cô tham gia. Về phía Trường Giang, anh có phần tiêu tụy kém hoạt bát hơn so với thường lệ. Sau chuyến lưu diễn từ Mỹ về, diễn viên hài xuất hiện tại một buổi khai trương để biểu diễn anh hát ca khúc Cho Vừa Lòng Em với tâm trạng rất buồn, dù người yêu ngồi phía dưới sân khấu. Phản ứng lạnh lùng của Nhã Phương cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người đã cho rằng cả hai đã chia tay. Trong một buổi họp mặt hội đồng hương xứ Quảng có sự xuất hiện của Hoài Linh và Trường Giang, nhiều ý kiến cho rằng Trường Giang khá ít nói và buồn bã trong sự kiện. Việc nam diễn viên hài liên tục đội mũ lưỡi trai trong suốt buổi giao lưu gặp gỡ cũng khiến cho không ít người nhận định rằng Trường Giang đã xuống tóc.
Trong một buổi biểu diễn tại Buôn Ma Thuột vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, nhiều người cũng thấy Trường Giang không hề có phần tóc sau gáy của mình. Tuy vậy, ngày 9 tháng 4, Trường Giang xuất hiện trong buổi ghi hình game show Nhanh Như Chớp. Mái tóc của diễn viên hài được cắt tỉa cẩn thận, thậm chí anh đã thay đổi kiểu tóc mới và có phần trẻ trung hiện đại hơn trước. Hiện tại, Trường Giang vẫn im lặng hoàn toàn trước những thông tin về chuyện tình cảm của anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.